Giang Cún Store chuyên iPhone cam kết giá tốt nhất, máy zin đẹp nguyên bản, tất cả đều bản quốc tế, cam kết đẹp xuất sắc, cam kết máy nguyên bản, bao giá rẻ nhất thị trường, giảm giá 100.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Trả góp chỉ từ 2 triệu, hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời điện thoại giá siêu hấp dẫn. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0389464444, website giangcunstore.com. iMobile Droid Kit, giải pháp dành cho điện thoại Android bị hỏng. Droid Kit là một phần mềm cung cấp các công cụ sửa chữa toàn diện dành cho các vấn đề trên điện thoại Android. Droid Kit có thể nhanh chóng khôi phục dữ liệu bị mất cho tất cả các thiết bị Android mà không cần root, sửa chữa hệ thống cho tất cả các thiết bị Android trong một vài cú nhấp chuột như bị kẹt trong chế độ recovery, download mode, vân vân. Phá sạch mật khẩu của điện thoại Android khi người dùng quên mật khẩu, bao gồm cả mật khẩu số, mật khẩu hình vẽ hay nhận dạng khuôn mặt. Tải miễn phí Droid Kit tại trang chủ chính thức của iMobile. Xin chào anh em đã quay trở lại, và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Apple đã tạo ra chiếc điện thoại Android ngu nhất 2021. Mới đây tại WWDC, Apple đã vén màn iOS 15, macOS Monterey và FaceTime dành cho Android. Qua ảnh minh họa của tính năng FaceTime cho Android nói trên, chiếc máy Android của Apple sau đó được đưa lên trang preview chính thức dành cho iOS 15. Và dưới đây là nó đặt cạnh mẫu iPhone 12 Pro mới nhất của Apple. Tất nhiên, thiết bị Android kia, chiếc máy nằm ở bên phải trong ảnh không phải là một sản phẩm có thật. Đúng như vậy, chiếc điện thoại Android 2021 mà Apple hình dung là một mớ hổ lốn của những yếu tố thiết kế từ vài năm về trước, được cắt ghép vào nhau như Frankenstein theo cách kém hấp dẫn nhất có thể. Chiếc máy mà bạn chỉ thấy trong ác mộng này có nốt ruồi giữa trán như là Essential Phone, cùng phần viền vừa dày vừa mất cân đối vốn từ lâu đã không còn hiện diện trên bất kỳ chiếc máy nào trên thị trường. Bạn có thể để ý phần viền của nó trông như bằng nhựa rẻ tiền. Điều khiến các fan Android điên tiết nhất về thiết kế này có lẽ là sự hiện diện của cả nốt ruồi, nơi chứa camera selfie, lẫn viền trên dày không tưởng mà nếu muốn vẫn có thể đưa camera selfie vào đó. Đây rõ ràng là điều sẽ xảy ra khi mà ai đó được tự do phác thảo nên một chiếc điện thoại sao cho đảm bảo các tiêu chí điên rồ ngớ ngẩn và đậm chất trào phúng. Bên cạnh viền dày và thanh trạng thái đặt sai vị trí, chiếc điện thoại Android của Apple dường như còn không có nút nguồn. Có lẽ vì chẳng ai muốn bật nó lên cả. Ở năm 2021, ngay cả những chiếc máy Android vào năm 2015, khi mà Apple Music ra mắt trên PC và Android, chúng ta thấy rằng là Apple dùng hình ảnh một chiếc điện thoại Android cổ lỗ, trông như đã lỗi thời từ 5 năm về trước. Có lẽ chiếc máy Android của Apple không phải là thiết bị Android tốt nhất mà bạn có thể mua được, nhưng ít nhất thì anh chàng này trông vẫn khá vui với quyết định mua sắm của mình. Hoặc có lẽ sau 11 năm dài, anh ta đơn giản là vui khôn tả khi mà được gặp lại những người bạn cũ qua FaceTime. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, LG từ bỏ làm điện thoại chuyển sang bán iPhone. Sau nhiều năm liên tiếp có doanh số sụt giảm và thua lỗ, mảng kinh doanh smartphone của LG đã chính thức bị đóng cửa. LG sẽ không sản xuất smartphone Android nữa, các nhà máy sẽ được chuyển sang sản xuất thiết bị khác. Đội ngũ nhân viên và bộ phận phát triển cũng được chuyển sang bộ phận khác. Tuy nhiên, LG vẫn còn hệ thống các cửa hàng bán lẻ LG Best Shop. Theo Business Courier, LG đang đàm phán với Apple để bán iPhone, iPad và Apple Watch tại các cửa hàng của mình trên khắp Hàn Quốc. LG có hơn 400 cửa hàng bán lẻ trên khắp Hàn Quốc. Một khu vực lớn bên trong những cửa hàng này là nơi trưng bày, trải nghiệm và bán những chiếc smartphone của hãng. Sau khi mà đóng cửa mảng di động, những cửa hàng này cũng không còn bày bán smartphone của LG nữa. Do đó mà việc hợp tác với Apple để bán iPhone có vẻ như là một ý tưởng tuyệt vời. Hiện hai công ty đang đàm phán xem xét những khu vực bán hàng này sẽ do nhân viên Apple trực tiếp quản lý hay do nhân viên của LG quản lý. Thời điểm hợp tác cũng chưa được xác nhận, nhưng có thể là bắt đầu từ tháng 7. Nguồn tin nội bộ cho biết rằng Apple muốn bán máy tính Mac bao gồm cả laptop và desktop trong các cửa hàng của LG, nhưng LG lại không đồng ý với điều đó vì sợ xung đột lợi ích với dòng laptop Gram của LG. Người phát ngôn của LG trả lời Business Courier, vẫn chưa có gì được quyết định liên quan đến việc bán các sản phẩm của Apple bên trong các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu và khám phá tất cả các khả năng. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, vẫn tiếp tục liên quan đến iPhone. Doanh số iPhone 12 bắt đầu sụt giảm. Theo số liệu từ Strategy Analytics, Apple là công ty duy nhất có mức tăng trưởng âm trong top 5 hãng smartphone bán nhiều điện thoại 5G nhất trong quý 1 năm 2021. Tuy nhiên, hãng vẫn độc chiếm ngôi vị dẫn đầu với 40,4 triệu chiếc, vượt xa vị trí thứ hai Oppo với 21,5 triệu chiếc, Vivo 19,7 triệu chiếc và Samsung 17 triệu chiếc. Cả ba hãng đứng sau đều có mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là 55%, 62% và 79% so với quý 4 năm 2020. Ra smartphone 5G muộn nhất loạt iPhone 12 lại giúp cho Apple trở thành nhà sản xuất dẫn đầu về lĩnh vực này.
Nhờ đa dạng về giải sản phẩm, giá thành, các công ty như là Xiaomi, Samsung, Oppo hay là Vivo dần thu hẹp khoảng cách từ đầu năm nay. Đây cũng là lý do mà Apple giảm doanh số, nhưng mà xét toàn ngành, điện thoại 5G có mức tăng trưởng 6% với 136 triệu chiếc. Samsung là hãng có mức tăng trưởng mạnh nhất nhờ doanh số bán hàng dòng Galaxy S21 tốt nhất tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và một số thị trường ở châu Âu. Hãng đã tăng 79% so với quý trước và có thị phần điện thoại 5G là 12,5%. Trong mảng tổng hợp về thị phần điện thoại 5G toàn cầu, Apple dẫn đầu với 29,8%, giảm mạnh so với mức là 40,7% của quý trước. Các thị trường trụ điện thoại 5G nhất là Trung Quốc, Mỹ và Tây Âu. Doanh số 5G ước tính trong năm 2021 sẽ đạt 624 triệu chiếc, vượt xa mức 269 triệu máy của năm ngoái. Tại Việt Nam, điện thoại 5G chưa thực sự tạo được cú hích do vùng phủ sóng chưa nhiều. Vinaphone, Viettel và Mobifone đều chủ yếu phủ sóng ở một vài thành phố lớn, một số khu công nghiệp. Các model tích hợp 5G thường có cấu hình thấp hơn các sản phẩm chỉ có 4G ở cùng tầm giá, nên người tiêu dùng vẫn chưa thực sự mặn mà. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.